luôn luôn. Đúng chất tươi sống luôn mọi người. Không ai mẹ ăn bằng trong biếu hết á. Tươi sống luôn á, ké còn đang dãy trong sò mà chớ nước vô nấu luôn. Chớ nước vô luôn. Chớ nước vô bắt nấu luôn. Nấu nguyên con luôn. Nguyên đúng đẹp luôn. Chuột và sầm gan, chuột nữa. Sầm mơ. Tơ tơ dãy tơ luôn. Bài luôn. Rồi, mời theo một miếng. Mau mau mẹ thế chứ. Nè anh em ơi. Vô vô. Bị tơ mỡ đâu. À anh em, hồi nãy quyết định ăn chay mà anh hôm một rỡ anh nói câu giờ thành ăn bằng luôn. Chuẩn bị bữa cơm chiều nha anh em ơi. Anh Nam đang dỡ hầm đá lấy rau muống. Chiều rau muống không có gì nữa anh em. Đồ đốc
Liên Hô Việt. Đây anh em, trong lúc đang rửa rau muống. Nè, đang rửa rau muống. Ngâm mì tôm. Ngâm mì tôm mà nấu cơm cháy. Đỡ mình vô mình thăm đi nấu cơm gái xong rồi mình đem mình quay cảnh ké cho anh em xem. Nấu cơm ông thăm cơm á, cơm cháy. Bay mùa khét nghẹt. Nghe mấy anh nói là cái chù anh em ơi. Cái chù vô đổ chù thấy không? Nó ăn xem rồi nó lĩa nó chạy lại không á, nó đưa vô ghi. Cái chù vô đổ thấy không? Nhất cái là đưa vô ghi liền. Đưa quá, đưa quá. Chù lớn các bạn. Đưa vô đưa vô. Đưa ghen. Không. Ghen có gì bài luôn. Trời ơi, ngồi theo miệng. Mau quẹ này là té chù. Nè anh em ơi. Vô vô. Mì tôm ớ đâu. À, anh em hồi nãy quyết định ăn chay mà anh hôm rỡ anh nói câu giờ thành ăn mặn luôn. Mì tôm đi cũng sao luôn. Mì tôm với rau muống vẫn sao y như cũ luôn. Tưởng em y như cũ còn con này mình kho mặn niêm ớt vô. Đưa xuống nhỏ lên kìa. Nhỏ đổ. Úi, cái tù kìa thơm. Thấy là giúp cái tù kìa. Cái chù à? Chù anh em. Cái chù xanh tươi luôn. Chù về ké giờ kêu vừa gan. Nó sạc vào vừa gan. Nó sạc vào vừa gan là nó bóc một cái chù luôn. Nó lên ngày cái chù. Anh em tiếp tục nói câu. Cái dùng này mấy đợt mình đi ngang qua hay kéo con hai con bữa nay nhiều đãi cho anh em à. Kế vậy là tầm luôn vậy bữa son luôn đúng chất tươi sống luôn mọi người. Không ai mẹ ăn bằng trong biểu hết á. Tươi sống luôn á, ké còn đang dậy trong son mà chớ nước vô nấu luôn. Chớ nước vô bắt nấu luôn. Nấu nguyên con luôn. Nguyên đúng đẹp luôn. Chù mà sạm gan, chù nữa. Sạm mơ. Tơ dậy tơ luôn. Bye.
năm Covid giờ nãy mình bắt xô nước lên nữa, bây giờ năm Covid anh tiến hành anh làm kế nha anh em. Đó, anh cắt một cái đoạn cái chốt của ruột bắt đầu mất mang ở trước anh kế, bắt đầu kéo cái đâm ruột nó ra. Mì với rau, những mì sau đó
điều bất ngờ đã tới. Què cái kết con cái trù. Đây cậu cấu mắm hè nữa, làm bài bản đó, mắm ngò nữa, cái trù chấm mắm ngò.